Thưa quý vị và các bạn, triển khai nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thời gian qua, huyện Gia Rai tích cực triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP đến các xã cơ sở sản xuất trên địa bàn. Đến nay, huyện có 10 sản phẩm đặc trưng tiêu biểu được công nhận sản phẩm OCOP các cấp. Nhiều sản phẩm sau khi được công nhận phát huy thế mạnh, mang lại hiệu quả, nâng cao giá trị nông sản và tăng nguồn thu nhập cho người dân. Nhận thấy giá trị kinh tế cao của hạt dổi, cách đây 5 năm, ông Đinh Công Tiền đầu tư trồng 2 hectare cây dổi. Vượt qua những khó khăn ban đầu, đến nay vườn cây của gia đình phát triển tốt. Vụ năm ngoái, gia đình ông thu bói hơn 1 tạ hạt dổi. Với mong muốn nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, ông đăng ký tham gia chương trình OCOP năm 2024. Cái giá trị của cây dổi là nó quá cao. Năm vừa rồi là nếu mà trên cái thị trường là nó 500 đến 1 triệu. Và năm nay nó tụt giá vì cái thị trường là nó còn 200.000 trên 1 kg. Bên chính quyền với bên phòng nông nghiệp ở huyện với là ở xã cũng động viên coi như là gia đình với là hợp tác xã coi như là thành lập lên để làm một cái OCOP cho cái sản phẩm ấy, thương hiệu của xã với huyện mới. Kỳ vọng coi như là cái sản phẩm của mình ấy sau này ấy, thương hiệu nó đi toàn quốc. Hiện nay, huyện Gia Rai có 6 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh và 4 sản phẩm OCOP cấp huyện. Những sản phẩm sau khi công nhận OCOP được nhiều người biết đến và tiêu thụ dễ dàng hơn, nhất là các sản phẩm từ cá cơm của hợp tác xã Xê San, xã Yà Tơi. Hiện hợp tác xã Xê San có 4 sản phẩm được công nhận OCOP các cấp. Nhận thấy hiệu quả từ chương trình OCOP mang lại, năm nay các thành viên trong hợp tác xã Xê San tiếp tục đăng ký 6 sản phẩm tham gia chương trình OCOP năm 2024. Theo cái sản phẩm mình được thừa nhận OCOP là nói chung bán buôn thì được ổn định hơn. Cũng được nhiều người biết đến, là cái nguồn thu nhập của chúng tôi cũng khá là ổn. Chúng tôi cũng được tiêu thụ hàng ngày, được xuất hàng đi hàng ngày khắp nơi. Chúng tôi cũng cố gắng hết sức để mà chế biến cho sản phẩm được tốt hơn, được thành phẩm hơn. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Gia Rai có 12 sản phẩm của 2 chủ thể đăng ký tham gia chương trình OCOP năm 2024. Để hỗ trợ các chủ thể, ngành nông nghiệp và chính quyền các xã trên địa bàn huyện tích cực tuyên truyền, vận động người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng quy mô sản xuất gắn với đảm bảo các tiêu chí về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm, xây dựng nhãn mác bao bì, các chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ, cũng như đẩy mạnh rà soát, kiểm tra thực tế, hướng dẫn các chủ thể hoàn thiện quy trình thủ tục tham gia chương trình. Thực hiện cái kế hoạch phát triển các sản phẩm OCOP trên địa bàn ấy, thì đối với xã xác định cái mục đích cũng như là các cái chủ thể có thể mà tham gia đăng ký các sản phẩm OCOP là các cái hợp tác xã trên địa bàn. Thì qua cái công tác nắm mắt nên là đã vận động các hợp tác xã và nắm bắt được cái ngành nghề của xã, thì qua đó thì trong năm 2024 ấy, thì ban xã cũng có đăng ký thêm cái ý tưởng sản phẩm đối với cái sản phẩm từ hạt dổi. Ngoài cái sản phẩm hạt dổi thì cũng tiếp tục duy trì thêm cái sản phẩm từ cá, đó là cá cơm Xê San. Trong năm 2024 thì Ủy ban nhân huyện đã chỉ đạo phòng chuyên môn là hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp Đồng Tiến để củng cố hồ sơ để chuẩn bị thi cái đánh giá chương trình OCOP của cấp tỉnh, và đồng thời ban nhân huyện cũng đã phê duyệt cái danh mục cái 12 sản phẩm để tham gia chương trình OCOP cho năm 2024. Thời gian vừa qua thì Ủy ban huyện cũng đã hỗ trợ các chủ thể là về bao bì nhãn mác, về xây dựng cái sở hữu trí tuệ và thương hiệu của sản phẩm và hoạt động xúc tiến thương mại. Có thể thấy, chương trình OCOP ở huyện Gia Rai nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cấp ngành địa phương, người dân và các cơ sở sản xuất. Qua đó góp phần quan trọng trong thay đổi nếp nghĩ cách làm truyền thống, nâng cao giá trị sản phẩm, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển.